Khánh cùng anh Trạng mến chào cả nhà nha. Cả nhà hôm nay Khánh theo Trang anh Yên đang đứng. Hôm nay là mấy anh em đi câu giải rồi, hồi sáng anh Yên có điện thoại cho Khánh. Thì hôm nay là Khánh sẽ câu mấy anh em câu giải cho cả nhà xem nha. Câu cá cha, câu hồ của chị Thu ở huyện Trà Cú nha cả nhà, tỉnh Trà Vinh. Rồi bây giờ Khánh bắt đầu quay cho cả nhà xem nha. Cá lội ảnh lọt sông luôn cả nhà ơi. Rồi nói lên thanh niên cứng nhất của hồ Thu Trà Cú, quýnh lần 4 cục ngoài 3,5 kg. Này là bỏ mồi thôi. Tài chiếm góc ngồi đó, đệ tử của anh Yên. Bữa nay là mấy anh em câu giải rất là đông nha cả nhà, khoảng 20 cân thủ. Còn anh ổng dính này, con này bự à. Có nè lên ơi. Ai tương lai rồi. Quá trời con cá. Từ quá, không góc. Rồi bỏ luôn rồi. Lẹ rồi, anh giúp đi cần. Lúc con cá. Rồi xong với tôi luôn. Đuôi đầu quá. Nó bự á. 7025 luôn. Hồi nãy con nào bự nhất từ sáng giờ luôn. Con này cũng bự nữa nè. Không phải, tại con nó bự quá, con này cảm thấy không tới 7 kg á, người ta thả. Thả nghe. Canh từ giờ luôn, con này bụng móc tóc luôn rồi. Cứng luôn, đẹp luôn, lên. Sáu hai, 6230. Sáu không phải nhiều á. Lên nè. Bây giờ đại anh Yên có nhiều đó đó. Cầm tầm 5 kg. Thả luôn nghe thầy. 5 kg 6 kg. Lên. Máng anh ơi. Thả anh ơi. Thả lên.
lại, đừng có vòng lại. Lên hàng. Bự không? Cũng trọng á. Con tí. Dễ vậy. Quá im, quá im. Câu cá, có cá lên là im à. Dính dây lại, cứ đừng dính vô cái sạch kìa. Hàng 6 có chắc à. Dính là mấy ký rồi thầy? Thầy tiếng máy hả? Cần dùm cá lên vậy. Thầy dưới đồ. Thầy dưới đồ. 5 ký dưới đồ. 5 ký 88. Tầm 8-7 năm. Đại xéo đi đạp. Rồi bây giờ mấy anh em vào ăn cơm, giờ cũng 12 giờ rồi. Tới 3 giờ là mấy anh em nghỉ câu. Ở đây là ta câu giải câu từ 3 giờ từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Bây giờ mấy anh em ăn cơm đó là cơm phao. Có thịt chiên, rất là ngon luôn. Khô cà phê. Chả cà phê. Và cái này gọi là dưa cải. Nước mắm. Dưa leo. Rồi, mời cả nhà dùng cơm nha. Cơm anh Yên ơi. Cơm này cưng. Em trai. Đại tử của anh Yên à. Mới đem ra cho thêm một tô canh khổ qua. Khổ qua này là chắc cà chả cà phê nữa nè. Đại tử chỉ biết mong mồi với lại ăn mũ, không biết ăn đũa. Ăn cơm mạnh mạnh vô nghe cưng. Đi theo anh Yên là phải ăn mạnh vô. Rồi, cả nhà dùng cơm nhé anh em mình nha. Rồi, mời cả nhà dùng cơm. Đây là lần trước vô ăn là rất là ngon luôn. Thật sự ở đây là làm cơm rẻ mà ngon hết anh đi. Sao? Cảm giác sao? Thử chưa? Ngon. Đã luôn á. Cái muỗng này múc củ qua cho mẹ ăn rồi. Đừng mắc cỡ cơ. Cỡ đói á. Nè cơ. Nhớ nữa. À, đầu trên khúc ngò đèn á. Chàng. Được quá. Trời ăn quá trời nhiều luôn. Để ăn gấp chứ, ăn gấp khúc bự không ạ? Rồi, ăn đi. Ăn gấp khúc bự không ạ? Bây giờ chứ mình đi câu vậy rồi tới cũng như mời câu á, tới chừng đó bụng là nó quá chỉ đói. Vô ăn cơm rất là ngon. Đã câu à mà không yên nữa. Ủa bên kia hả? Bên đây. Trời ơi nó quậy kìa. Rồi. Rồi nó gói nồi luôn rồi. Con này bảy á. Căng thử coi được bao nhiêu cả nhà. Ô 59 luôn. 59-30. Rồi bây giờ mấy anh em mới ăn cơm xong, bây giờ ra móc mồi coi tiếp. Thanh móc mồi nè. Phải không cưng? Dạ. Dạ. Anh Trạng ăn cơm ngon anh Trạng. Ngon. Ngon ha. Trạng có phải đã ha. Hình như ở đây đổi gió ngon. Ngon thiệt á. Hay gần biển, gần sông lên. Rồi mấy anh em mình ra câu tiếp rồi cả nhà ơi. Đâu phải nhiều.
Cười quá. Không phải em. Con này bự à. Ủa nó chạy kìa. Quá chứ chạy. Nhỏ xíu. Cá lên, cá lên, cá lên. chưa thấy cái đầu nó. Con này cũng trọng quá. Này ôi con này trọng đó. Nổi không, nổi không chi sức. Năm tám bảy mươi. Năm tám bảy mươi. Thấy 5.8-7.10 là thấy có đầu giờ vậy là cũng im rồi anh ơi. Chưa ạ? Cả khoảng 59 phút của em đúng không? Quá duyên hưởng tại. Bà dớ ôi mày rồi. Không được xuống đâu quên. Trời ơi. Đang nghĩ là mất 40 cá là chết luôn. Lấy mấy hả? Coi. 7.25. 7.275. Chả ngày đâu bao. Đó 7.275. Kéo dữ vậy. Có một chuyện rồi. Có một chuyện rồi đó. Hôm nay có một chuyện rồi. Nhỏ đâu. Ăn canh chua hay gì? Canh chua lấy cái đầu cái đuôi. Rồi. Lấy cái đầu cái đuôi. Rồi. 7 mấy rồi. 8 ký rồi. Không có hồng đó kìa. 7 mấy rồi. 8 ký luôn. Nói rồi 7 ký 2 chắc có xôi mà. Con này chắc đạp cái 72 rồi, con này khoảng 74 vậy con. Nặng à. Quá chứ dài con cá. Mà. Bụng cho bá đi. À bụng thì còn nhiều khác không? Tám rồi, con này 8. Khôi, đập theo luôn. Đập theo. 8.675. Đập theo hết luôn. 8.675. Đập theo luôn. Ôi trời. 8.675. Đập theo luôn. 8.675 luôn. Trả luôn. Trả luôn. 8.675. Thả đi. Quá dữ. À, quá hay vậy. Chia giải ngày là đúng hoài luôn mà. Chúc mừng, chúc mừng. Ôi, mới canh dữ lắm rồi. Bảy mấy chưa có sồi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Quá trời con cá. Ồ, nó chạy kìa. Quá chạy. Rồi. Quá chạy. Đi quay tới nữa. Quá trời chuyển mưa luôn rồi cả nhà. Dễ dụ luôn. Tới rồi. Tới luôn.
quá trời gió luôn. Rớt mồi rớt bánh tráng luôn. Ăn luôn rồi. Trời ơi, ăn luôn rồi. Rồi sảy à. Thì chị Thu thả cá xuống cho mấy anh em câu nữa nè cả nhà. Cái này qua. Đây là thả cá. Đây là thả cá xuống cho mấy anh em câu. Trời ơi trời. Đông anh Hiền. Cá lên đó. Sao vậy Đông? Thẳng băng rồi. Đâu được. Đâu được. Rồi tự giờ cái anh trai này câu cá phi rồi tự giờ được luôn. Quá trời. Được chưa? Cá bự bự không? Quá trời luôn. Rồi. Cỡ 20 kg á. Nó nhiều, 20 á. 20 nặng nhiều lắm á. 20 không được á. Đổ ra hả? Đổ ra chứ. Vậy cái 17 chữ gỗ ra. Gỗ 2. À, còn 15. 15 chữ. Ồ, nó đón cái sóc quên. Hay quá ông trạng nãy đón hay quá. 15. Hết giờ luôn rồi cả nhà. Tới 3 giờ chiều rồi. Chị Thu bắt đầu trao giải cả nhà. À, anh trai nhận giải ba. Đây giải nhì đây. Cần chờ thôi chứ còn hiện kim thì không sao đâu. Chưa hả? 2-3 ngày vậy. Đi cả bơi chừng có chờ 2-3 ngày hả? Không. Đâu có kỹ thuật. Chụp cái mới được, lưu niệm 3 ngày mà. Chúc mừng, chúc mừng. Đổ vậy à. Quá đã. À, giờ cũng trễ rồi cả nhà. Giờ Khánh cùng với lại anh Trạng với anh Yên với lại okay, mấy anh đi về. Okay. Cảm ơn chị Thu nhiều nha chị Thu. Cảm ơn chị. À, chú Khánh cũng mến chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. À, để hôm khác có dịp Khánh sẽ xuống đây quay lại cho cả nhà xem nữa nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Yeah. Bye bye cả nhà.